gì một ngọn nến. Ủa không được rồi. Được. Nhưng mà nó hắt. Một ngọn nến nữa. Kỳ vậy. Đâu mất rồi. À, đó hai ngọn nến lung linh luôn nha. Bây giờ đây là sóng wifi đó. Đây là đang tìm sóng wifi nha. Mất sóng rồi, rớt mạng rồi. Rớt mạng rồi các bạn ơi, muội đã làm rớt mạng rồi. Rớt mạng luôn, muội làm rớt mạng luôn. Nhưng mà có thấy người ta nhà chủ ở đằng sau không á, nó nguyên cái bụi nữa nè. Muội đã làm rớt mạng rồi. Vô, rồi muội. Nói nè. Nói. Thằng con làm hẳn mà nó không được. Nó khó lắm. Rồi, mẹ làm rớt rồi mà tìm lại mạng, có sống lại rồi, chơi tiếp thôi. Đây là một cái gì đây, cái tai nghe mà mũi ơi, tai nghe. Ừ, đúng rồi, hay quá, chính xác luôn, chuẩn luôn. Đây là một cái ống tim, phải không nè. Trời ơi, thuốc đây là một cái ống tim thuốc vào. Rồi xong, ok, vaccine đó các bạn ơi, vaccine đây. Ôi cái răng nha, cái răng bị gỗ ra rồi, bây giờ hai cái răng mới nha. Đúng. Rồi có cái răng vàng luôn chứ. Đây là răng vàng của ta. Ý vô luôn, răng vàng thôi thắt nha. Đây là cái gì bọn mũi không? Bánh mì. Hamburger. Con một miếng hamburger. Con quên nắp tên. Con quên bất tên nắp không? Đây là cái gì mũi không? Tay nắm. Cái nắm. Đây là sắp nắm nha, sắp nắm rong cô đây. Nắm trong cô đây. Ô vô luôn. Trời vô luôn à. Hay quá. Đây là cái quả địa cầu. Ok, là đẹp quá. Đây là cái quả địa cầu nè. Không được. Thôi bà ngồi tới bà ngồi đi. Vô quả địa cầu đi. Cái cây này không có lớp. Xích ra chút. Vô hay quá. Bà ngồi đến vô được quả địa cầu rồi. Ok các bạn ơi. À, bình cứu hỏa, bình cứu hỏa. Nằm ngang luôn đi. Nãy giờ thấy nằm ngang nó dễ nằm hơn là đứng. Đúng rồi, chính xác luôn. Dính. Đây là cái gì đây? À, đây là miếng cá hồi sushi nè. À, cá hồi nằm trên cơm á. À. Cá hồi sushi nha. Nằm lên. Đó, được rồi, một miếng sushi cá hồi. Ăn mua kho, ăn mua kho lại luôn, lại luôn. Cái đó là cái gì vậy mọi? À, quả bóng phải không? Thả xuống phải không? Dính luôn. Hay quá ta. Bắn pháo hoa lên luôn. Tuyệt vời quá. À, đây là một cái cây tre nè. Nằm xuống. Không. Âu. Nói chưa con đã. Đúng rồi, nằm xuống. Mũi ý kiến rất là hay. Mũi cho mình ý kiến rất là tuyệt vời. Cũng rớt. Cái này khó nha, cái này xấu à nha. Dính nha, được rồi. Cây tre nằm ngang luôn. Con đã thả rồi nè. Đây là cái gì mũi? Con gì mũi? Con chim cú mèo. Con chim cú mèo đứng lên cánh cây luôn nha. Hay quá luôn, xuất sắc quá. Nhưng đây mà là... nheo. Nhưng mà nhọt nheo phải không? Lướt ván nè, lướt sóng nè. Tèn. Ok. Hay chưa? Rất là ngầu luôn. Đây là một chú sư tử đang làm xiếc à. Làm xiếc. Xiếc rất là hay luôn nha. Chắc những quả banh, những cái đồ chơi mà kèo lên đây ngồi được luôn á. Ghê chưa. Xong luôn. Nhưng mà nó cứng lắm. Nằm luôn, cho sư tử nằm luôn. Ghê chưa. Quá ghê chưa. Đây, dính nè. Gớt rồi. Nó nói nè. Thôi. Cái đó là sư tử nó giáp kèo á, chứ không phải là. Vậy hả? Xíu không? Trời ơi. Kì vậy mũi. Ghê chưa. Vậy, mũi làm đi. Khó quá thì khó, nó không cân bằng được. Ghê chưa? Gớt luôn. Làm sao cho sư tử nó gớt ở trên đây đi. Không được rồi, sư tàng ơi. Chạy qua chạy lại cho nên mình lấy nguyên mình này ra. À, dính ra nè bộ, dính ra nè. Cuối cùng cũng được rồi nè, hay chưa. Đây là mái tóc cho người ở giữa nha. Đây là một mái tóc cho người ở 9 giờ. Ok. Hay tóc quá. Tóc nguyên luôn mà phải sửa. Cái này là cái gì đây? Sửa chữa đó. Bông, dính luôn. Ok, được, thành công. Cái này là cái gì đây? Dày. Rớt ở trên này nha, rớt từ từ xuống, dính là dính.
Đừng gớt nữa, đừng gớt nữa. Gớt nữa. Có cần cũng dính được ha. Đây là một con ếch đang thè lưỡi ra ăn con ruồi nè. Ok. Con ếch nó đang ăn con ruồi nè mọi người ơi. Ê, ê, ê. Hay quá. Yeah. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.